cuộc tình nỗi lòng đổ nát, bàn tay đi nói anh em về xuôi quê hương tắm gội nhục nhằn. Mười năm đêm trong tiếng súng ruộng lúa bay sâu qua cơn kinh hoàng, mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn, ruộng đồng Việt Nam lên những búp non đầu tiên. Một đoàn tàu đi nhà khói ấm hai bên rừng, một đàn gà cao tiếng gáy đánh thức bình minh. Ta đã thấy gì trong đêm nay? Cờ bay trăm ngọn cờ bay, đường phố hôm nay sáng rực đèn, sáng rực đèn trong làng trong xóm. Người đi như nước qua đê, mặt đất ưu tư đã mở nụ cười, hàng cây xanh thay áo mới, người bước bước nhanh như rừng đi tới. Ta đã thấy gì trong đêm nay? Đèn soi trăm ngọn đèn soi, mặt đất rung rinh bước chiều người, pha ngục tù đi rừng ngày mới, giang đông soi sáng tương lai. Sông máu anh em đã nhuộm mặt trời, cùng xương khô lên tiếng nói, đòi sống ấm êm nhân danh con người, đòi sống ấm êm nhân danh con người, đòi sống em nhân danh con người. Xin cảm ơn. Cảm ơn Trang, cảm ơn Đông đã mang tới chúng tôi một không khí thật là dễ chịu buổi sáng nay. Xin mời trở về đây để chúng ta cùng trò chuyện và cùng chia sẻ với khán giả. Không, các bạn ý thì hát là ta đã thấy gì trong đêm nay, còn chắc là Linh với Nghĩa với tất cả quý vị khán giả đã thấy được sự dễ thương, đã thấy được sự gần gũi của các bạn ý qua những ca khúc của nhạc Trịnh. Và anh Nghĩa có để ý thấy không là anh Đông nắm tay Trang từ lúc bước vào trường quay cà phê sáng cho đến thời điểm này khi mà hát xong một bài hát rất là dễ thương. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói chuyện về những câu chuyện mà có lẽ là mọi người cũng đã chia sẻ ở đâu đó rồi, nhưng mà trực tiếp tại cà phê sáng thì có lẽ là lần đầu tiên. Một lần nữa chào mừng Hoàng Trang và Nguyễn Đông đến với cà phê sáng. Xin chào chị. Hai bạn đã yêu nhạc Trịnh từ bao giờ ạ? Và hôm nay ngồi nhớ lại cái thời điểm mà mình đã gắn kết với nhau bởi nhạc Trịnh là thời điểm nào? Chắc lần nào chia sẻ về điều này cũng sẽ tạo một cái cảm xúc gì đấy. Dạ, riêng em thì em đã gắn bó với nhạc Trịnh cũng từ hồi em còn là một em bé khoảng 4-5 tuổi. Dạ, em đã nghe nhạc Trịnh rồi và những bài đầu tiên em nghe là nhạc Da Vàng, là những bài về các ca khúc phản chiến của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và lúc đó thì em cũng chưa biết là những bài hát này là của nhạc sĩ nữa. Và sau đó thì từ từ em nghĩ là em lớn lên cùng với nhạc Trịnh. Và thật may mắn khi mà người ta có cơ hội được chia sẻ một cái niềm đam mê từ nhỏ của mình với một người bạn tâm giao của mình. Hai bạn đã gặp nhau như thế nào và cùng chia sẻ với nhau cái niềm đam mê nhạc Trịnh ra sao? Thì là trong một cái giai đoạn hồi xưa Đông chỉ nghe được nhạc trẻ, những nhạc mới thôi. Nhưng mà nói chung là cũng biến cố gia đình thì cũng có gặp những cái chuyện khó khăn. Thì nói chung là cũng hơi chán đời. Và cũng lang thang ở một cái khu du lịch á. Và nơi đó thì có một cái nhà lưu niệm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lập nên luôn. Trước khi nhạc sĩ mất là nhạc sĩ lập nên cái chỗ đó. Và Đông đến đó thì Đông mới đang đi dạo thì nghe một cái giọng hát cất lên. Lúc đó Đông cũng không biết là nhạc Trịnh. Mà cái bài đầu tiên mà Đông được nghe là cái bài là Dấu Chân Địa Đàng. Mà lúc đó con bé mới nghe giọng của con bé chừng 12-13 tuổi gì hát. Mà mình nghe sao thấy lạ lạ quá. Hồi trước thì mình nghe không được, nhưng mà sau này cái từ khi nghe ở đó xong cái mình hàng tuần mình đều đến đó, đều chạy xe máy cũng khoảng 20-20 cây á tới đó, và tuần nào cũng vậy, cũng suốt nhiều năm liền. Và cô bé đó chính là Hoàng Trang. Tức là gặp nhau từ năm 12-13 tuổi. Dạ đúng rồi. Xong rồi gặp lại nhau như thế nào ạ? Sau bao nhiêu lâu thì gặp lại nhau trong âm nhạc và trong tình yêu ạ? Không, thì cũng mấy năm đó cũng gặp thường xuyên, nhưng mà cũng có những giai đoạn mà gây lộn. Tại vì bất đồng về quan điểm này kia đó. Xong rồi cũng xóa Facebook, thì xong rồi nghỉ chơi cũng mấy năm. Cũng nhờ nhạc Trịnh, xong rồi khi đó thì cũng nhờ những tấm vé xem nhạc Trịnh. Đồng Trang mới gặp lại nhau. Thế là từ âm nhạc mà gặp nhau, xong rồi cũng vì âm nhạc mà cãi nhau, rồi cũng vì âm nhạc mà kết nối luôn luôn đồng điệu cùng nhau. Và bây giờ thì ngày hôm nay đi, có một cái từ khóa mà chắc là cũng gắn kết hai bạn với nhau. Hai bạn cũng hướng tới từ khóa đó, đó là giấc mơ Trịnh, đúng không? Đêm nay và đêm mai, đúng không nào? Hai đêm nhạc như Linh nói lúc nãy là cháy vé luôn. Vâng. Vậy thì có thể chia sẻ với chúng tôi nhiều hơn về
cái từ khóa giấc mơ Trịnh chính là đêm nhạc của tối nay và tối mai được không? Mà có lẽ là trả lời luôn lý do vì sao mà nó lại cháy vé, vì Linh có đọc báo thấy là cả hai đêm, lúc đầu chỉ tổ chức một đêm mà sau lại phải hai đêm nữa. Dạ, em nghĩ là tình yêu nhạc Trịnh trong những người Việt Nam thì rất là lớn, và rất là nhiều các cô chú anh chị, từ các cô chú anh chị cho tới các bạn rất là trẻ như em thì có rất là nhiều người yêu nhạc Trịnh. Và em nghĩ là phòng trà Trịnh Ca là một nơi mà đã có được những cái sự yêu mến từ rất là nhiều độ tuổi á chị. Cho nên là khi mà đưa một chương trình từ phòng trà lên nhà hát lớn á, cũng cái là, lạ. Dạ, một cái điều lạ. Và cũng những người mà đang rất là yêu phòng trà Trịnh Ca cũng đã hưởng ứng rất là nhiều chương trình này. Có một cái sự khác biệt rất là lớn của cái giấc mơ Trịnh với những cái show nhạc Trịnh trước đây. Nếu những show nhạc Trịnh mà chúng ta mới nghe tới, Linh ạ, thì sẽ nghĩ đến Hồng Nhung này, sẽ nghĩ đến Quang Dũng này và rất rất nhiều những ca sĩ khác nữa. Nhưng tôi được biết là trong buổi tối hôm nay thì sẽ là những ca sĩ, những nhạc sĩ rất là, nghệ sĩ rất là trẻ. Và vậy thì không biết là những người trẻ thì sẽ kể về một giấc mơ Trịnh như thế nào trong buổi tối hôm nay? Dạ, thật ra trẻ thì cũng chắc không phải là những người trẻ, mà sẽ có rất là nhiều độ tuổi á. Dạ, ở trong phòng trà Trịnh Ca thì có những cô chú, anh chị ca sĩ mà bằng tuổi mẹ của Trang. Nhưng mà tôi đang muốn hỏi là hai bạn cơ, những người trẻ sẽ kể giấc mơ Trịnh như thế nào? Em nghĩ là em sẽ hát những ca khúc, thử hát những ca khúc mà tình ca. Dạ. Bởi vì trước đây thì em cũng chỉ chọn những bài nhạc phản chiến để mà trình bày, bởi vì em thấy rất là dễ hiểu. Còn về tình ca thì em cũng mới nghiên cứu gần đây và em cũng thử, dạ, em cũng muốn liều mình tình ca càng ngày càng dễ hiểu hơn, bởi vì có một người đồng hành là Đông. Và Đông đồng hành như thế nào trong cái hành trình âm nhạc với Hoàng Trang? Hai bạn song hành cùng với nhau có rất là nhiều những cái cảm xúc cùng với nhau, nhưng mà cái mặt thể hiện để mà tạo ra được một cái nét nhạc Trịnh Công Sơn độc đáo một cách rất là tự nhiên đến từ hai người thì nó có một cái sự chăm chút như thế nào? Cũng giống như trước giờ là gần như là lúc mà khi mà Trang và Đông trước khi được cô chú anh chị và khán giả biết đến thì Đông Giang cũng là hai đứa giống như hát rong thôi, cũng xách đàn và xe máy, thì lúc đó thì cũng hát và cũng để mà giống như trang trải mấy tiền ăn uống rồi thôi đó. Nhưng mà từ lúc đó thì cũng may mắn là được cô chú anh chị biết đến như vậy, thì mà sau này thì nhiều cô chú anh chị cũng muốn là Đông và Trang cũng giữ mãi như vậy, thì Đông mới thấy mình may mắn mình được là chính mình, với cái mình được may mắn là mình được thể hiện những cái mà cái thế mạnh của mình thì mình tại sao mình không giữ. Với cái câu hỏi là ta đã thấy gì trong đêm nay thì chúng ta sẽ thấy lại Hoàng Trang và Nguyễn Đông với giấc mơ Trịnh. Thế nhưng mà ngay bây giờ trong buổi sáng đi thì có một chút gì đó muốn dành tặng cho khán giả không? Đã mang đàn đến đây rồi mà hát có một bài thì ít quá. Vâng, ngẫu hứng vài câu thôi ạ, vì thời lượng không có nhiều, nhưng chúng tôi rất là muốn nghe thêm. Chúng ta sẽ chọn ca khúc gì ạ? Dạ, chắc là một bài kinh điển của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là bài Hà Trắng. Vâng, Hà Trắng. Rồi, xin mời ạ. Dạ. Ngồi nắng trên vai em gầy đường xa bay, nắng qua mặt buồn lòng hoa bướm say, lối em đi về trời không có mây, đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy. Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng, chân em về nào anh có hay, gọi em cho nắng chết trên sông dài. Mình nhìn thấy cả cái thể hiện rất là riêng của Hoàng Trang và thấy cả những cái ngón đàn khi mà được ngồi gần anh Nguyễn Đông, đúng không anh Nghĩa? Mình thấy rất là tình tự. Và mặc dù là phải chia tay Hoàng Trang và Nguyễn Đông, nhưng mà cũng rất là mong là những cái giai điệu âm nhạc ngày hôm nay sẽ còn đọng lại mãi với quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Xin được chúc cả hai bạn sẽ có một buổi tối trình diễn âm nhạc tối nay và tối mai thật là thăng hoa.